nghĩa là full body này hoặc là hở vai này. Dạ. Rất là thích nhưng mà tốn tiền mua nha. Dạ đúng rồi. Sau khi giảm cân thì chị vứt được tả mỡ thừa này, chị tha hồ diện váy vóc điệu đà, váy body, chị tự tin lắm luôn ý. Làm trộn vía lắm em, không hề đau gì cả mà làm cứ như kiểu thư giãn vậy đó. Chị cảm thấy rất là thoải mái và rất là thích.